Kim Seon Ho, hometown Cha-Cha-Cha, vướng tin đồn ép bạn gái phá thai gây chấn động. Thông tin nam diễn viên đình đám Kim Seon Ho của hometown Cha-Cha-Cha vướng nghi vấn lừa bạn gái phá thai với khoản phạt 18 tỷ đang khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Nửa đêm 17 tháng 10, mạng xã hội xứ Hàn chấn động trước bài viết tố cáo một nam diễn viên đang nổi, tạm gọi là Ka, ép bạn gái phá thai. Mở đầu bài tố cáo, cô gái này cho biết, tôi đã hẹn hò với Ka vào đầu năm ngoái và đã chia tay được 4 tháng. Tôi đã phải bỏ đứa con quý giá của mình, bị tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần do hành động vô nhân tính của anh ta. Theo đó, khi đang mang thai, bạn gái cũ của Ka đã bị dụ dỗ phá thai với lời hứa hẹn sẽ kết hôn vào năm sau khi mọi chuyện ổn thỏa. Bên cạnh đó, sao nam này còn lấy lý do anh ta phải đền bù hợp đồng lên tới 18 tỷ đồng để lừa bạn gái phá thai. Vào ngày bạn gái phá thai, một người bạn thân thiết với nam diễn viên Ka đã đến bệnh viện với tư cách người giám hộ. Tuy nhiên, sau khi cái thai đã được giải quyết, nam tài tử này liền trở mặt, chỉ trả 40 triệu đồng tiền viện phí rồi đơn phương chia tay qua điện thoại. Kể về việc bị lừa để phá thai, cô gái bức xúc cho biết nam diễn viên liên tục kể lể về việc nếu cô không đồng ý bỏ đứa trẻ, anh ta sẽ phải đền bù hợp đồng với số tiền rất lớn và cả gia đình sẽ không còn chỗ ở. Vì thương ba mẹ của bạn trai nên cô gái đã đồng ý. Thế nhưng mãi về sau cô mới biết không hề có chuyện bồi thường hợp đồng 18 tỷ. Anh Ka chỉ nói dối để thuyết phục cô phá thai. Thời điểm đó, bạn gái cũ của Ka biết cô không đe dọa hay oán trách mà chỉ sợ mối quan hệ của cả hai nảy sinh vấn đề. Vì vậy, cô đã chụp toàn bộ hóa đơn, bệnh án và gửi cho bạn trai, nhưng chỉ nhận lại được sự phũ phàng cùng những lời quát nạt. Cô gái này tiếp tục tố Ka trở mặt sau khi nổi tiếng. Đã có lúc tôi tưởng anh ta sẽ chân thành cầu xin sự tha thứ vì chuyện này, bởi vì anh ta thực sự đam mê diễn xuất nên mới làm như vậy. Nhưng do thời thơ ấu khó khăn nên anh ta đã bị ám ảnh về tiền bạc. Sau khi chia tay, anh ta trở nên nổi tiếng, quay quảng cáo và kiếm được nhiều tiền, nhưng không hề có lấy một lời xin lỗi hay kiểm điểm gì. Chưa dừng lại ở đây, bạn gái cho biết nam diễn viên Ka là một người thô lỗ, nhẫn tâm, khắc hẳn hình tượng dịu dàng, ấm áp được công ty xây dựng. Theo đó, Ka thường xuyên nói xấu đồng nghiệp, chửi bới đạo diễn mỗi ngày. Trong bài tố cáo của mình, cô gái thẳng thừng chia sẻ, không giống như trên TV, anh ta là kẻ nhẫn tâm, vô cảm, chẳng ngại chửi bới bạn diễn nữ đóng cặp với mình, cả đạo diễn, những diễn viên khác làm việc với mình mỗi ngày. Bạn gái cũ của Ka tiết lộ cánh báo chí từng chụp được ảnh hẹn hò của cả hai khiến công ty quản lý của nam diễn viên rất đau đầu. Sau đó, anh Ka đã yêu cầu bạn gái xóa toàn bộ ảnh chụp chung, kèm lời nói vừa uy hiếp vừa bao biện rằng nhỡ anh có thiệt hại gì về sự nghiệp thì sao. Cuối cùng, bạn gái cũ của nam diễn viên Ka cho biết mình đã nắm trong tay rất nhiều bằng chứng nhưng chưa vội tung ra. Anh ta chẳng có được một lời xin lỗi chân thành hay cho rằng chuyện phá thai là sai trái. Nếu tôi không nói ra, tôi sẽ không thể sống một cuộc sống đúng nghĩa suốt phần đời còn lại, sau khi trở thành cái bóng khổ đau vì những tổn thương anh ta mang đến. Hiện tại thông tin này đang là chủ đề gây nóng nhất trên các trang mạng Hàn Quốc. Trong khi đó, cư dân mạng không ngừng truy lùng danh tính nam diễn viên Ka. Lần theo bức ảnh làm mờ nhân vật Ka mà trang tin Sport Kyunghan đăng tải, các thánh soi đã phát hiện ra nhiều điểm tương đồng với ảnh của nam diễn viên Kim Seon Ho. Được biết trong khoảng một năm trở lại đây, Kim Seon Ho bắt đầu được chú ý với Startup và Today One Night. Tác phẩm gần đây nhất của Kim Seon Ho đó là Hometown Cha-Cha-Cha cũng vừa kết thúc phát sóng tối qua với rating kỷ lục 12,6%. Có thể nói thành công của bộ phim này đã giúp tên tuổi Kim Seon Ho được nhiều người biết đến. Thông tin này trùng khớp với chi tiết nhân vật bí ẩn tên Ka là một ngôi sao đang nổi. Đến thời điểm hiện tại, công ty quản lý của Kim Seon Ho vẫn chưa lên tiếng về những thông tin trên. Trong khi đó, người hâm mộ nam diễn viên cũng đứng ngồi không yên trước thông tin thần tượng vướng vào scandal động trời.